Tiếp tục thông tin cứu nạn tàu Hải Thành 26 bị chìm trên biển Vũng Tàu khiến 9 thuyền viên mất tích. Khoảng 13 giờ hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện một thi thể nghi là thuyền viên tàu Hải Thành 26. Cụ thể là vào khoảng 13 giờ trưa nay, khi định vị tại khu vực tàu Hải Thành 26 bị chìm, lực lượng cứu nạn tại tàu 888 Trần Đại Nghĩa đã phát hiện một thi thể nổi trên mặt biển. Nạn nhân là nam giới cao khoảng 1m65. Tàu ký hộ đã trục vớt thi thể để tiến hành nhận dạng. Sau 30 phút khi hình ảnh nạn nhân được truyền về, trung tâm đã xác nhận nạn nhân chính là anh Lương Văn Quỳnh, đại phó tàu Hải Thành 26. Theo xác nhận của thuyền viên được cứu, thì anh Quỳnh là một trong năm thuyền viên có mặt trên băng tàu khi tàu gặp nạn. Hiện sóng biển tại khu vực tàu chìm vẫn quá lớn nên thợ lặn chưa thể tiếp cận tàu chìm. <laughs> Theo đại diện Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đang có mặt tại hiện trường thì trong đêm nay thi thể thuyền viên Lương Văn Quỳnh sẽ được đưa về đất liền, còn trong chiều nay lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã đến trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 để thăm hỏi các gia đình thân nhân bị nạn và hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị nạn 3 triệu đồng.